Bây giờ mình sẽ hút bụi rất luôn. Rồi đi làm lao công thôi, hút bụi thôi. Đây mình đã hút mặt bụi lên các bạn ơi. À cái này mình hút bụi lông su được không? Rồi lấy bằng su ra hút bụi lông bằng su nha, cho bằng su sạch luôn. Rồi bây giờ sẽ hút bụi lông cho bằng su nha. Hết tóc cho bằng su. Đây, bằng su đã hứa chưa? Đây một bạn su to màu trắng nha, thương ghê không? Xong rồi, cho rồi. Xong rồi cho bằng su đi chơi nha. Đây các bạn, hôm nay bạn Kiệt có bộ đồ chơi nha. Đây là bộ chơi làm bếp nè. Đây. Với bộ đồ chơi mình làm vệ sinh lau công đó. Wow, rớt cái bếp luôn rồi. Bây giờ sẽ xếp cái bếp ra. Rồi, bây giờ bạn Kiệt sẽ xếp cái bếp ra nha. Đây là máy xay sinh tố. Rồi, một cái máy xay sinh tố nè. Một máy mai. Một cái máy mai luôn. Một máy hút bụi. Một máy hút bụi. Một bình siêu tóc. À, một cái bình nước nóng nè. Đây là một máy đánh trứng. Một cái máy đánh trứng. Đây là máy đặc biệt nhất. Máy nước nóng nước lạnh. À, máy nước nóng nước lạnh luôn. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ chơi từng món cho chúng ta xem nha. Đầu tiên làm chơi món gì đây bạn Kiệt? Chơi máy xay sinh tố heo nước tự nha các bạn. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ chơi thử cái máy sinh tố cho các bạn xem nha. Rồi bỏ dây hấu vô xay sinh tố nè. Rồi mình bấm nút mình xay nha. Đã ghê chưa. Rồi chế nước sinh tố ra. Ngon quá. Rồi tiếp theo mình sẽ chơi cái máy gì đây bạn Kiệt? Rồi mình sẽ chơi thử chiếc máy may nha các bạn. Có ai vận dụng máy ngồi bút phê không? Cái máy may này chơi sao đây bạn Kiệt? Nè đây nè các bạn ơi, một cái máy may. Bạn Kiệt sẽ may thử cho chúng ta xem nha. Chuyên nghiệp ba đồ. Wow, mình bỏ miếng vải xuống là nó may được luôn á. Đã ghê chưa. Rồi một hồi bạn Kiệt sẽ may đồ chúng ta xem. Rồi, còn đây là một cái máy hút bụi nè. Bây giờ mình sẽ hút bụi rất luôn. Rồi đi làm lao công thôi, hút bụi thôi. Đây mình đã hút sạch bụi rồi các bạn ơi. À cái này mình hút bụi lông su được không? Rồi lấy bằng su ra hút bụi lông bằng su nha, cho bằng su sạch luôn. Rồi bây giờ sẽ hút bụi lông cho bằng su nha. Hết tóc cho bằng su. Đây, bạn su đã hứa chưa? Đây một bạn su to màu trắng nè, thương ghê không? Xong rồi cho rồi. Xong rồi cho bằng su đi chơi nha. Rồi tiếp theo là máy gì vậy bạn Kiệt? Đây một cái máy, đây cái máy nấu nước nóng nha các bạn. Wow, nó có tiếng kêu luôn kìa, tiếng kêu của nước á. Rồi lấy cái ly ra chế nước nóng vô. Ủa nước nóng hết rồi, bây giờ mình phải pha thôi. Rồi cái này mình để một xíu nước nó mới nóng nha các bạn. Rồi nóng rồi. Rồi nóng rồi, chế vô. Wow, uống nước nóng. Mình uống nước nước nóng nước ấm á cho nó tốt, đừng uống nước lạnh, uống nước lạnh là đau họng nha. Wow. Rồi một cái máy đánh trứng. Bây giờ mình không có trứng, bây giờ đánh dưa hấu nha. Wow, rồi bây giờ lấy dưa hấu đánh luôn nha các bạn. Rồi. Ui, không được các bạn ơi. Không được hả? Rồi mình lấy mấy trái nhỏ nhỏ ra mình đánh thử nha. Đánh cà rốt luôn kìa, có củ cà rốt nữa kìa. À
Đây nguyên cái nhà bếp mình có quá trời đồ luôn các bạn ơi. Wow, đại hay chưa? Ôi, nhuyễn hết rồi các bạn ơi. Nhuyễn hết rồi, nghe mình đánh xong rồi kìa, mình làm bánh. Đây là một cái máy đánh trứng nè, làm rất bánh hay. Trái cây. Rau quả. Thôi bây giờ đi nướng bánh đi. Rồi, làm xong rồi bỏ vô cái bếp nướng nha. Bỏ vô bếp nướng cái mình nướng cái bánh đó. Đây. Máy cuối cùng. Đây một cái máy ha. Máy này là máy nước nóng nước lạnh cuối cùng nè các bạn ơi. Bây giờ muốn nước mặn mình sẽ bấm nút này. Cái nước lạnh thôi nè. Đây các bạn ơi, một cái máy đó, nước lạnh ở đây nha. Rồi bấm bên nước nóng các bạn kiệt. Wow, hay quá. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ ship cái bộ đồ chơi này ra cho các bạn cùng xem nha. Mình sẽ chơi lại một lần nữa. Rồi bây giờ bạn Kiệt sẽ chơi lại từng món cho các bạn xem nha. Rồi chơi máy đánh trứng trước nè. Rồi bấm cho các bạn xem với bằng kiến. Wow, hay quá. Để đánh trứng rồi đánh bột cho bề qua được luôn nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho máy hút bụi nha. Hút bụi. Wow, đã ghê chưa. Mấy cái máy này chưa thích quá các bạn ơi, vui quá à. Đây là máy pha nước nóng. Bây giờ để pha nước nóng nha. Wow, đã quá. Rồi còn một cái máy nước nóng lạnh nữa kìa. Rồi ai uống nước lạnh thì bấm nút bên lạnh nha, ai uống nước nóng thì bấm nút bên nóng. Đây một cái máy may mini. Cái máy may này rất là vui các bạn ơi, rất là thích luôn á. Bỏ giải vô thì cũng may được luôn các bạn. Bỏ giải xuống đó là may được luôn á. Rồi còn một cái máy xay trái cây nữa nè. Xay sinh tố á. Đã quá. Các bạn ơi, bây giờ bạn Kiệt sẽ ship mấy cái máy này vô hộp nha, để dành mini game mình sẽ tặng cho các bạn. Rồi ship cho đi bạn Kiệt ơi. Đây mini game là mỗi bạn sẽ được tặng một cái dụng cụ ba món này nha. Rồi bây giờ ship cái máy sinh tố vô. Đây cái máy này là cái máy hút bụi. Rồi đây là máy nước nóng nè, máy nóng lạnh, máy đánh bột, máy đánh trứng. Đây là bộ đồ chơi vừa, đây máy hút bụi, máy may, máy xay sinh tố. Còn đây là bộ đồ chơi máy nước nóng lạnh nè, ơi máy nước nóng, máy nấu nước nóng á. Đây là máy đánh trứng. Đây là máy nước nóng lạnh. Còn đây là bốn bộ đồ chơi cái bếp nha. Cái bếp đầy đủ chức năng luôn á. Cái bếp này có máy lạnh, tủ lạnh luôn nè. Hay lắm á. Rồi bỏ vô hộp đi bạn Kiệt ơi. Mai mốt mình sẽ chơi mini game mình tặng các bạn nha. Rồi bây giờ đúng rồi. Rồi các bạn nhớ đón xem mini game nha. Mini game lần này sẽ được tặng mấy bộ đồ chơi nhà vệ sinh nè, rồi máy làm bếp, máy đánh trứng. Bộ đồ chơi này rất là hay nha. Có máy mài nữa nha các bạn. Máy mài nữa hả? Xong. Và ra bỏ kia vô hộp luôn bạn Kiệt ơi. Sao?
Rồi đây nè các bạn ơi, đây là bộ đồ chơi một nhà bếp, một bộ đồ chơi dụng cụ vệ sinh nha, với dụng cụ làm bếp luôn. Đấy các bạn ơi, như vậy là video đến đây là hết rồi nha, hẹn các bạn video lần sau nha. Bye bye. Các bộ đồ chơi này sẽ tặng mini game cho các bạn lần sau nha. Rồi chào tạm biệt các bạn.